Ý, ý bài thiên. Ngày 145 Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Năm rưỡi rồi à? Vậy mình phải về rồi. Ú tiền bà là mà. tẩy khuế Hãy nhớ từ truy ở đây để biểu đạt phương hướng đi xa khỏi chỗ của người nói bây giờ. Ủ 点半了吗？那我得回去了。五点半了吗？那我得回去了。 Nà, Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Dĩ nhiên là có thể à. Tăng khứ ý à. Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在那里读大学。 xem ra mình cũng phải đăng ký một cái tài khoản Facebook. Khả lại, tôi cũng phải trụ sửa một cửa liên su trang hỏ. Bây giờ thêm WeChat đi. Xin giải trao WeChat Xem Không được, sao có thể để bạn mời khách được? để mình. Bố xin thế mà cũng không được. Chính được, tôi lái Thực đơn của tiệm chúng tôi không được. tiền ở tan Thái độ phục vụ ở đây 这里的服务态度还一个比较少见，哇，确是很卡，哇，真的很不错，很热，还很饱。 lợi hại như vậy à? giỏi như vậy à? trời mới liệt hại. buổi tối cùng đi siêu thị. 晚上一起去超市。đại khái khoảng mấy giờ? 大概几点？Ninh 妈。 Khờ sư Vừa học vừa sử dụng Y sử dụng Khó trách, chẳng trách Nán quải Mỗi ngôn ngữ đều là như vậy mà

没来得及打扫收拾，搞得枪法力还在箱子里。đ ú 对了那 ồ i Đã 已经五点半了。 Mình phải về đây. Mình phải về rồi. Tôi